Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới, chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Hé lộ cơ hội hiếm có chấn động thiên hạ về hậu vận tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Từ 65 đến 69 tuổi, tuyệt đối cấm ba điều này kẻo mất sạch của cải, lụi bại cả nhà, tránh được là tài lộc bùng phát, đổi đời giàu sang. Số này tuổi nhỏ khó nuôi, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người, thu đông xanh đặng thời yên, có phần sung sướng như cua đủ càng, xuân hạ lỗi số cực thân. Làm ăn có của thế mà phải lo, năm xưa vận hãy dở dang, tới hồi vận đỏ lại càng vinh hoa, bởi nhờ kẻ quý giúp ta, sau này lập nghiệp vinh hoa thanh nhàn. Số người tính đức hiền lương, nhưng mà anh em chẳng thuận chẳng hòa, có tay tạo lập cửa nhà, phước theo vận cuối tới già hiển vinh. Quý vị tuổi Canh Tý thân mến, cổ nhân từng nói rằng, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy ta thấp kém hơn người khác một bậc, cũng như phú quý và hào hoa cũng không cho thấy ta hơn người khác một cấp. Khi con người sống ở đời không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại những khó khăn và thất bại trực chờ sẵn. Điều này còn phụ thuộc vào thời vận. Vậy thời vận là gì? Và liệu con người có thể thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được truyền qua nhiều đời người. Có người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của, nhưng có người dù tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ thất bại, người đời hay gọi đó là do chưa gặp thời. Từ đó, để tận dụng thời điểm vàng nắm bắt cơ hội xoay chuyển vận mệnh, các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dốc công nghiên cứu và nhắc mạnh cho tuổi Canh Tý 1960 từ năm 65 đến 69 tuổi. Trước đây tuổi Canh Tý 1960 vận trình không ít khổ nạn, khiến bệnh tật sát thân, tài sản tiêu tán. Nhưng vì lúc sinh thời đã phải chịu nhẫn nhịn, chịu đựng vô số bi cực uất ức, người đời chèn ép, kẻ gian hãm hại, nên từ năm 65 đến 69 tuổi cần cấm ba điều này là mọi khổ nạn trong đời lập tức giao hoán thành phúc lộc nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, trường thọ hưởng phúc ba đời thịnh vượng. Vậy, ba điều cần tránh xa là gì? Vận trình của người tuổi Canh Tý 1960 sẽ được an bài như thế nào từ 65 đến 69 tuổi? Mời quý vị cùng chiêm niệm ngay sau đây. Theo tử vi, người sinh năm 1960 theo dư lịch tính từ ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 14 tháng 2 năm 1961 là người tuổi Canh Tý hay tuổi Chuột, là linh vật đầu tiên trong 12 con giáp. Chính vì thế mà những người tuổi Tý thường có tài năng lãnh đạo, quản lý tốt trong công việc và cuộc sống. Theo quan niệm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, người sinh năm 1960 sẽ thuộc mệnh thổ trong bích thượng thổ, nghĩa là đất tò vò. Trong đó mệnh thổ là đại diện cho đất, là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, sự sống, đồng thời đất cũng tượng trưng cho sự bình an và may mắn. Người mang mệnh thổ thường được biết đến là có tình cảm đong đầy, chăm chỉ và lý trí. Theo thuyết ngũ hành, mệnh thổ tương sinh với mệnh hỏa và mệnh kim, tương khắc với mệnh thủy và mệnh mộc. Quý vị thân mến, bằng việc tìm cho mình những con số may mắn, bạn có thể ứng dụng trong việc sử dụng sim số may mắn hay nhiều vấn đề khác trong cuộc sống của mình nhằm mang đến tài vận tốt. Theo đó, nam mạng sinh năm 1960 phù hợp các con số may mắn là 2, 5, 6, 7, 8, 9 và nữ mạng sinh năm 1960 thì phù hợp với các con số may mắn là 2, 5, 6, 7, 8, 9. Sự xuất hiện của những con số này sẽ giúp cho quý mệnh chủ có thêm nhiều bạn bè mới bởi sự thiện cảm, giúp bản cải mệnh về gia đình, tình duyên. Theo phong thủy, nam sinh 1960 được khuyên nên sử dụng các màu cam, đỏ, tím, vàng và nâu để tăng cường sinh khí, hút tài lộc, cải thiện công danh và sức khỏe. Những màu này có thể được áp dụng cho nhiều đồ vật khác nhau như xe cộ, đồng hồ, trang sức và vật dụng gia đình. Màu kỵ cho người sinh năm Canh Tý 1960 gồm màu xanh nước biển và đen,
Vì vậy nên tránh sử dụng các màu này trong cuộc sống của mình, để tránh ảnh hưởng đến nguyên khí, tinh thần và sức khỏe, cũng như để tránh đẩy lùi các cơ hội và may mắn đến gần bạn. Trong lĩnh vực kinh doanh, để phát triển công việc, đạt được nhiều doanh thu và lợi nhuận, ngoài kinh nghiệm và sự nỗ lực, còn cần có một chút may mắn và khả năng nắm bắt thời cơ. Do đó, đối với nam mạng sinh năm 1960 muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nên tìm kiếm và hợp tác với những người sinh năm Tân Sửu. Đinh Mùi và Giáp Thìn, nữ mạng sinh năm 1960 cũng nên kinh doanh cùng với những người sinh năm Tân Sửu, Đinh Mùi và Giáp Thìn để đạt được kết quả tốt nhất. Những người tuổi Canh Tý mang vẻ bề ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng bên trong là trái tim mạnh mẽ, cứng rắn không ai bằng, đặc biệt tuổi này dễ bị tổn thương hơn bất cứ ai khác. Họ thường tỏ ra khó chịu với những câu hỏi xoáy sâu đời tư, vì thế, đừng tỏ ra thân thiết hay quan tâm họ bằng những câu hỏi. Tuổi Canh Tý là những người tài năng, nếu họ có thể tận dụng tốt khả năng của mình và phát huy tốt thì cơ hội thành công khá dễ dàng. Tuy nhiên, họ chỉ thể hiện năng lực của mình ra ở nơi nào họ có cảm giác an toàn, điều này mới đảm bảo họ thoát khỏi những lo lắng để hoàn toàn tập trung vào công việc. Sự nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với người tuổi Canh Tý và họ luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Người tuổi Canh Tý là người tinh tế, trực giác vô cùng tốt nên có những thứ không ai nhìn nhận ra họ vẫn biết. Thế nên mỗi khi họ nói ra điều này dễ bị khác hiểu lầm. Hơn nữa, họ cần cố gắng tránh suy nghĩ quá nhiều, nếu không rất hay buồn tủi, dẫn đến trầm cảm. Sự nghiệp của người tuổi Canh Tý. Người tuổi Canh Tý có nhiều tài lẻ, tư duy nhạy bén và cũng rất chăm chỉ, cần cù, đứng trước một công việc nào đó. Họ thường tìm ra con đường tư duy nhanh chóng và hiệu quả nhất. Họ luôn có tinh thần trách nhiệm, túc trí, đa mưu và dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong công việc. Với tính cách tuổi Canh Tý khá kiên định, họ cũng không dễ từ bỏ mục tiêu của mình. Nhược điểm đáng lưu ý nhất của họ chính là quá mẫn cảm với mọi việc. Nếu bị khiển trách hoặc bị sỉ nhục, họ thường cảm thấy mình yếu kém, thế giới như sụp đổ. Nếu là nhân viên, họ thường nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh, đôi khi họ cũng để mất sự tự chủ vì một vài câu chuyện cười hoang đường nào đó. Tuy nhiên không cần phải quá lo lắng, bởi họ hoàn toàn có thể vượt qua được điều này chỉ trong một thời gian ngắn. Khi làm việc, họ luôn rất cẩn trọng và nhiệt tình. Họ thích hợp với những công việc mang tính tập thể, nên lúc nào cũng cần có sự cổ vũ, động viên của mọi người xung quanh. Nếu làm chủ, họ rất công bằng, chính trực và thú vị. Họ không muốn tạo nên bất cứ một xích mích nào với nhân viên của mình và sẽ cố gắng động viên, khuyến khích họ ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy đôi khi cũng nói những lời châm chọc, nhưng về cơ bản họ sẽ là những người chủ tốt. Hôn nhân của người tuổi Canh Tý. Người tuổi Canh Tý luôn cần có cảm giác an toàn do hôn nhân mang lại. Họ sẽ luôn chung thủy trong tình yêu và cũng đặt ra những yêu cầu rất cao cho người yêu của mình. Họ yếu đuối ngay cả khi vui vẻ cũng như khi gặp thất bại, nên luôn cần nhận được sự an ủi của người khác. Với tính cách tuổi Canh Tý, nếu là đàn ông, họ là những người thẳng thắn, không thích vòng vo, họ cũng sẽ nói ngay nếu gặp phải một chuyện gì đó không hài lòng. Họ coi trọng thực tế, không thích những hành động phù phiếm, tuy nhiên, họ lại rất chung thủy với người mình yêu và sẽ không bao giờ mang tình cảm ra làm trò đùa. Phụ nữ tuổi Canh Tý là những người nghiêm túc trong mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm, tôn chỉ của họ là nghiêm túc và chung thủy, không mang tình yêu ra làm trò đùa. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Canh Tý theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé! 1. Người tuổi Canh Tý sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Sinh vào tháng Giêng, những chú chuột được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, dù giàu hay nghèo họ cũng chẳng lo thiếu thốn, bởi lộc ăn, lộc uống dồi dào, thiên hướng ẩm thực của họ khá đặc biệt, ưa thích món thịt. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều có thể khiến họ hồ đồ và lẫn lộn tâm trí. Tính cách của họ tự lập, khả năng thích nghi cao nhưng đôi lúc cũng cao ngạo. Khi đã phục ai họ tuân theo răm rắp, cuối đời họ thường an nhàn, thảnh thơi, dành thời gian cho sở thích ăn uống. Tuy nhiên, đầu óc lúc này có thể không được tỉnh táo như trước. May mắn hơn nữa, người tuổi Canh Tý sinh tháng Giêng còn được phúc lộc tổ tông, mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào. Họ luôn được bề trên nâng đỡ, phù hộ, có cuộc sống hạnh phúc. Từ nhỏ, họ được cha mẹ anh em yêu thương đùm bọc. Khi lớn lên, họ được bạn đời chăm sóc chu đáo. Nhờ vậy, họ không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. 2. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2, người tuổi Canh Tý mang bản tính nhút nhát, dù cố tỏ ra mạnh mẽ vẫn không giấu được lòng lo sợ. Tuy vậy, cuộc sống của họ êm ấm, được nhiều người yêu mến bởi tính cách nho nhã và ôn hòa, khéo léo trong giao tiếp và cởi mở, khoáng đãng. Họ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Sự nghiệp tuy không quyền cao chức trọng nhưng cũng gặt hái thành công, đặc biệt trong lĩnh vực văn chương, thông minh và đĩnh ngộ. Họ vượt qua nhiều gian khổ, thậm chí thoát khỏi hiểm nguy một cách may mắn.
Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 tuy có nhiều trắc trở, nhưng vẫn an yên và hạnh phúc trong hơn nửa đời người. Họ tài hoa xuất chúng, nổi bật về thơ văn và nghệ thuật, tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng nhưng thiếu quyết đoán khiến họ khó thành đại sự. Được tổ tông che chở, họ có cuộc sống ổn định, anh em hòa thuận, yêu thương, nếu theo nghiệp văn chương, làm việc liên quan đến chữ nghĩa. Họ có thể thành danh nhưng khó nắm giữ vị trí cao, thời trẻ vất vả, học hành chăm chỉ và phấn đấu hết mình sẽ mang lại lợi ích cho công việc sau này. 3. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3, người tuổi Canh Tý phải chịu tang môn, đi đâu cũng gặp chuyện tang tóc, bổng lộc, rượu thịt đến với họ cũng xuất phát từ những chuyện buồn đau, số mệnh của họ hẩm hiu, có thể phải xuất gia. Tuy nhiên, nếu họ giữ được tâm trí bình an, tu thân dưỡng tính, không tham lam và biết phấn đấu, thì sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn khi về già. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 3 nhút nhát, thiếu quyết đoán, mang số mệnh cô đơn, yếu đuối, như lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể coi nhẹ vật chất, chán ghét thế gian và không tham sân si, vì vậy họ có suy nghĩ xuất gia để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn. 4. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch. Cuộc sống của họ thường bôn ba vất vả, thiếu đi sự che chở của quý nhân, buộc phải tự mình đương đầu với mọi gian truân, thử thách. Con đường họ đi chông gai, đầy rẫy khó khăn, luôn phải đối mặt với sự quấy phá của kẻ tiểu nhân, khiến vận hạn ngày càng chồng chất. Tuy số phận không mấy mỉm cười, nhưng may mắn thay họ lại được ban tặng một lương duyên viên mãn, người vợ chồng chính là quý nhân phù trợ, giúp họ hóa giải vận hạn, xoa dịu những gian nan trong cuộc sống. Nhờ có sự đồng hành và hậu thuẫn của người bạn đời, những người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch sẽ dần gặt hái được thành công. Đặc biệt là từ tuổi trung niên trở đi, khi ấy họ sẽ gây dựng được cơ đồ vững vàng, tiếng tăm lừng lẫy, được nhiều người kính trọng. Dẫu vậy, cuộc sống của những người Canh Tý sinh vào tháng 4 âm lịch nhìn chung vẫn gặp nhiều gian nan, vất vả, tình hình tài chính của họ không mấy khả quan, không được hưởng phúc từ tổ tiên. Cũng chẳng có lộc hương hỏa để lại cho con cháu, mối quan hệ anh em trong nhà nhạt nhòa, thiếu sự gắn kết, khiến họ khó lòng nhận được sự trợ giúp từ người thân. Ra ngoài xã hội họ cũng hiếm khi gặp được quý nhân phù trợ, dẫn đến sự nghiệp khó lòng suôn sẻ, số phận hẩm hiu khiến họ thường xuyên phải chịu đựng sự khinh miệt, ức hiếp từ người đời. Tuy nhiên, vận mệnh con người luôn có thể thay đổi, nếu may mắn sinh vào giờ đẹp, ngày đẹp, những người tuổi Canh Tý này hoàn toàn có thể hóa giải bớt phần nào vận hạn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. 5. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch, tiết mang chủng, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này mang số mệnh bôn ba, vất vả, phải chạy ngược chạy xuôi khắp trốn để mưu sinh. Họ nổi tiếng là những người tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng đến quên ăn quên ngủ, bất cứ khi nào nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Họ đều không quản ngại khó khăn, dốc hết sức mình để nắm bắt, không để lỡ cơ hội nào, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch được hưởng vận mệnh khá tốt đẹp, cuộc đời họ sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành đại gia giàu có, họ tự mình gây dựng cơ nghiệp, không ngại gian khổ, luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn. Nhờ vậy, họ được nhiều người ngưỡng mộ và lấy làm tấm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay họ tạo dựng, tuổi già được hưởng an nhàn, hạnh phúc. Tuy cuộc sống ban đầu khá vất vả, nhưng người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 này lại có số hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Dù không nhận được sự trợ giúp từ bố mẹ, anh em, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, nhưng họ lại được trời phú cho trí thông minh, nhanh nhạy, cùng ý chí kiên định, không ngừng phấn đấu. Nhờ vậy, chỉ với hai bàn tay trắng, họ vẫn có thể gây dựng được cơ nghiệp vững vàng, bước ra xã hội, họ may mắn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Sự nghiệp tuy có thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn phát triển thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo tới, đến tuổi trung niên họ đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, trở thành người cự phú, khiến bao người ngưỡng mộ. 6. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch, tiết tiểu thử, dương khí dồi dào, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tốt. Là thời điểm vô cùng may mắn cho những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này, họ sở hữu tính cách sôi nổi, hoạt bát, tràn đầy năng lượng và sức khỏe dồi dào. Theo quan niệm xưa, những người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 nên sinh sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước để đón nhận tài lộc và may mắn. Nhờ vậy, họ có cơ hội to lớn để gây dựng sự nghiệp vang dội, tuy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Tổ tiên cũng không để lại nhiều tài sản, nhưng người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 lại có ý chí, nghị lực phi thường, họ tự lực cánh sinh. Tự tay gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, lục thân không giúp đỡ được gì nhiều, nhưng họ không hề nản lòng, luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Trên con đường sự nghiệp, họ may mắn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải những khó khăn, thử thách khiến họ cảm thấy bất lực. Muốn làm mà không đủ sức, song với bản tính kiên cường, ý chí sắt đá, họ không bao giờ khuất phục trước khó khăn,
mà luôn tìm cách vượt qua để đạt được thành công. 7. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, tiết lập thu, trời đất vào thu, hoa trái chĩu quả, báo hiệu mùa thu hoạch bội thu, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này cần cẩn trọng. Giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi tình huống để đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Họ sở hữu tính cách phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và có khả năng làm nên việc lớn. Cuộc đời của người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch có cả thành công và thất bại. Nhưng nhìn chung họ vẫn được hưởng phúc lộc trời ban nên không lo thiếu thốn. Dù gặp phải tai họa, họ vẫn có đủ cơm ăn, áo mặc và luôn giữ được tinh thần lạc quan. Bản tính cương nghị giúp họ không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Dù vất vả kiếm kế sinh nhai cũng không bao giờ hạ mình cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Là người may mắn được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch thường sinh ra trong gia đình giàu có, thừa kế tài sản dồi dào, cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, giúp đỡ họ trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái hòa thuận, êm ấm, họ được hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang mà không cần phải vất vả quá nhiều. Tâm địa thiện lương, sửa lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch luôn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nhờ vậy họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và hiếm khi gặp phải tai họa lớn, mang phúc tướng hiếm có khó tìm, họ là niềm tự hào của gia đình và là tấm gương sáng cho cộng đồng. 8. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tiết bạch lộ, là thời điểm vô cùng may mắn cho những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này, họ được hưởng vận mệnh tốt đẹp. Cuộc sống giàu sang, sung túc, vinh hiển và nhận được sự trợ giúp quý giá từ người bạn đời, sở hữu tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, cao sang quyền quý, người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Trong cuộc đời, họ may mắn có được sự che chở, giúp đỡ của nhiều quý nhân, giúp mọi việc họ mưu cầu đều thành công như ý, nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ gặt hái được nhiều thành tựu vang dội trong sự nghiệp, đồng thời, họ luôn chú trọng tu tâm dưỡng tính, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Theo tử vi, những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 8 âm lịch sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, sung túc. Họ sinh ra trong gia đình có tổ tiên nhiều phúc đức, cha mẹ hiền hòa, thương yêu, tạo điều kiện tốt nhất cho họ phát triển. Nhờ vậy, họ có cơ hội học hành đến nơi đến chốn, trau dồi kiến thức và kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công sau này. Trên con đường sự nghiệp họ luôn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để họ phát huy hết tiềm năng của bản thân. Nhờ có tài năng, trí tuệ hơn người, họ nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công vang dội và gặt hái được nhiều tài lộc. Ngoài ra, người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 còn được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp, tài năng xuất chúng, đặc biệt là trong lĩnh vực văn chương. Nhờ vậy, họ được nhiều người mến mộ, kính trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. 9. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch, tiết hàn lộ, là thời điểm se lạnh, báo hiệu mùa thu đã đến. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này sở hữu tính cách trầm ổn, chín chắn, không thích ồn ào, náo nhiệt và cũng không thích làm người nổi trội. Ngay từ nhỏ, họ đã có phần nhạy cảm với thời tiết lạnh, tuy nhiên lại may mắn được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất. Tuy nhiên, tính cách thiếu quyết đoán có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc tạo dựng sự nghiệp lớn. Vợ chồng, con cái tuy yêu thương nhau nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do bất đồng quan điểm. Kỹ năng giao tiếp kém cỏi cũng khiến họ gặp hạn chế trong việc kết bạn, dẫn đến số lượng bạn bè không nhiều. Dù vậy, người tuổi Canh Tý sinh tháng 9 âm lịch vẫn có cuộc sống bình an, hạnh phúc và an nhàn hưởng thọ. Họ có lòng dạ hẹp hòi, hơi nhát chết, thiếu dũng khí và tham vọng, thường sống an phận thủ thường, thuận theo tự nhiên. Tuy vậy, họ vẫn được hưởng phúc lớn, mệnh hậu, được hưởng cho trọn vẹn niềm vui của cuộc sống gia đình. Phụ nữ sinh vào tháng này thường lấy được chồng hiền, đảm đang, nam giới lấy được vợ đảm đang, tháo vát. 10. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, tiết lập đông, mùa đông bắt đầu, ngũ cốc đã được thu hoạch và cất giữ vào kho, chim chóc cũng khó kiếm được thức ăn. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này thường có tính cách ỷ lại dựa dẫm vào người khác, tuy họ cũng có tham vọng và ý chí, nhưng lại hiếm khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống của họ có phần bấp bênh, không biết cách quản lý tài chính, chi tiêu thiếu cân đối, dù có tiền cũng không biết cách đầu tư để sinh lời. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 10 âm lịch nhìn chung không được tốt đẹp cho lắm, họ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, không được hưởng phúc từ tổ tiên, cũng không nhận được sự giúp đỡ từ anh em trong nhà. Tuy có ý chí, lý tưởng và tài trí, nhưng họ lại không may mắn gặp được thời cơ thuận lợi để phát triển. Cuộc đời của họ tuy không phải trải qua những tai họa lớn, nhưng lại gặp phải vô số trở ngại, khiến con đường họ đi đầy gian nan, thử thách. 11.
Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 11 âm lịch. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 11 âm lịch tuy khởi nghiệp muộn nhưng lại gặt hái được nhiều thành công. Họ may mắn không gặp phải sự hãm hại của tiểu nhân, cuộc sống an nhàn, tự tại. Cuộc đời của những người này trải qua hai giai đoạn, nửa đầu vất vả, nửa sau thuận lợi. Tuy không được hưởng phúc từ tổ tiên và sự hỗ trợ từ cha mẹ, họ lại có ý chí, nghị lực phi thường, tự lực cánh sinh và gặt hái thành công bằng chính sức mình. Đến tuổi trung niên, họ được quý nhân phù trợ, mọi khó khăn tan biến, an nhàn hưởng phúc. Nhìn chung, cuộc đời họ ít gặp đại nạn, sự nghiệp phát triển rực rỡ, đặc biệt là từ tuổi trung niên nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng và tận hưởng cuộc sống sung túc, viên mãn. 12. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng Chạp, tháng 12 âm lịch, người tuổi Canh Tý được hưởng nhiều may mắn, cuộc sống ấm no, thanh bình, tuy trời sinh họ vào tiết trời giá lạnh. Họ lại được ban cho số mệnh sung sướng, chỉ cần chăm chỉ làm lụng, cần cù thì ắt sẽ gặt hái được nhiều tài lộc và phúc đức. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp khá tốt đẹp, hứa hẹn một cuộc sống bình an, viên mãn. Họ may mắn sinh ra trong gia đình có tổ tiên vững vàng. Con cháu được hưởng phúc lộc dồi dào, thừa hưởng tài sản kếch xù từ cha ông, cha mẹ yêu thương, anh chị em đùm bọc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Con đường sự nghiệp của họ tuy gặp nhiều khó khăn thở ban đầu, nhưng nhờ được quý nhân phù trợ, họ nhanh chóng vượt qua thử thách và gặt hái thành công. Sở hữu trí tuệ thông minh, bản tính thật thà, lương thiện, tấm lòng rộng mở, hay giúp đỡ người khác, người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp luôn được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuy nhiên, họ cần lưu ý chăm sóc sức khỏe để tránh mắc các bệnh như cao huyết áp, béo phì. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.